Kính chào các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2022. Tôi chuẩn bị vào tòa, chỉ có 15 phút nữa thì phiên tòa tiếp tục bắt đầu. Đây là tòa án cấp cao tại thủ đô Berlin, nơi đang xét xử vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh với bị cáo là ông Lê Anh Tú, người được cho là đã hỗ trợ mật vụ Việt Nam để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam một cách bất hợp pháp. Và chuẩn bị sắp tới đây, ít phút nữa thì bà Nga là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh sẽ ra trước tòa để làm chứng trong vụ án nghiêm trọng này. Và đây là một cái người bị cáo thứ hai của tòa án tại tòa án Berlin đã được xét xử trong cái vụ bắt cóc này, và tôi sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp cái vụ án này trong ít phút tới nữa khi có kết quả của phiên tòa xét xử. Và 10 phút nữa thôi thì phiên tòa sẽ bắt đầu, và tôi chuẩn bị phải vào kiểm tra an ninh để tiếp tục đưa tin phục vụ các bạn trong và ngoài nước, và để làm rõ về cái việc mà Đài Truyền hình Việt Nam VTV cũng như là nhà cầm quyền Việt Nam đã nói dối người dân Việt Nam như thế nào trong cái vụ bắt cóc này, tức là ông Trịnh Xuân Thanh không phải về Việt Nam tự thú mà đây là vụ bắt cóc rất lớn xảy ra tại châu Âu, tại Đức, Cộng hòa Séc và Slovakia. Dự kiến trong thời gian tới đây thì phiên tòa sẽ tiếp tục được xét xử trong nhiều phiên nữa để đưa đến cái kết quả cuối cùng. Và ông Lê Anh Tú hiện nay thì đang bắt đầu được đưa dẫn vào tòa, họ đi đường riêng và có cảnh sát bảo vệ rất cẩn thận để tránh cái trường hợp xảy ra đáng tiếc. Và tại phiên tòa này có rất nhiều phóng viên báo chí của Đức và châu Âu đến đây để tham dự cũng như là để đưa tin về vụ án nghiêm trọng này, và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin khi mà có cái thông tin mới nhất trong phiên tòa xử này. Thì đây là những người đi bắt đầu đi vào, đây là những luật sư của bị cáo, và ngoài ra đây là khuôn viên rất lớn, rất đẹp của tòa. Cũng có nhiều người hỏi tại sao người ta không đi thang máy, nhưng đây là những tòa nhà rất cổ, nhiều trăm năm nay, và họ có thang máy riêng và cũng có những cầu thang rất là đẹp để người ta có thể đi bộ lên trên. Và đây là cái nơi rất là nghiêm trang, nghiêm túc để xử lý những cái vụ việc như thế này. Và càng ngày thì Việt Nam càng thể hiện rõ cái bộ mặt là nói dối người dân Việt Nam, nói dối các đảng viên của mình là 100 triệu người dân Việt Nam. Và ông Olaf Scholz, Thủ tướng Đức, vào ngày 13 tháng 11 tới đây sẽ sang Việt Nam trong chuyến công du, sẽ gặp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Đương nhiên trong cái cuộc gặp ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng rất là tế nhị, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng chính là người được cho rằng đã ký 12 cái huân chương để khen thưởng những cái người đi bắt cóc này. Và ông Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính thì đương nhiên là không liên quan đến cái vụ bắt cóc này, bởi vì khi đó ông đang làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Vâng, thì đây là hình ảnh thông tin, và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin trong ít phút nữa về cái kết quả của phiên tòa. Trung Khoa, Thời báo.de, từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.